phần ca hay phần diễn hay là những cái gì, hoặc là bài bản thì mình có đủ hay không để mà mình chinh chiến ở một cuộc thi lớn như vậy? Dạ em thì không có được vô trường học, cho nên nói về cái thiếu thì em thiếu rất là nhiều ạ. Dạ. Nhưng mà thường thì đi thi người ta sẽ có mấy cái bài tủ. Em có bao nhiêu bài tủ để em đi thi? Gan quá à. Dạ, tại vì chương trình cuộc thi chuyên nhạc giọng cổ là mình thi là bài hát chương trình để thua à. Dạ. Rồi em cứ cuốn theo chương trình vậy đó hả? Anh thấy là em ca rất là nhiều bài về quê hương Hậu Giang của em nè. Là cái đó là bài cũng biết rồi hay là